Mà xin chào các bác đến với video của em nha. Hôm nay em giới thiệu với bác là siêu phẩm Toshiba, gọi là Soki Bayu, nồi sản xuất 2017 1 lít, sử dụng mình gia đình 4 5 người, nấu được 3 bát gạo. Nồi của mình là có công nghệ cao tầng IH áp suất hút chân không. Thì đặc biệt là em này được các bác rất là thích vì nó là có công nghệ hút chân không độc quyền của hãng Toshiba. Thì hiện tại là không có cái hãng nào mà có hút chân không hết nha. Thì đây là một dòng ngoại thất, các bác xem cũng còn khá là mới đẹp. Hàng bãi thì mẫu này em cũng sale giá yêu thương các bác nha, giá mà để các bác dễ dàng sử dụng. Thì kênh của em luôn luôn là giá công khai, các bác được mặc cả. Em cảm ơn, em chỉ bán duy nhất một giá, chuyển đủ em bao ship, cọc thì các bác trả tiền ship. Điện áp 100, công suất 1250W, với dòng chữ là Only You Japan, là sử dụng trong thị trường Japan, thị trường Nhật. Thì em đang có phục vụ cục đối nguồn điện với các bác là 2000W để nấu nồi cơm này, với giá là 550 ngàn, cục 3000W nấu được hai nồi cơm cùng lúc, với giá là 700 ngàn. Thì bác nào mình đang có nhu cầu thì hãy inbox liên hệ với em nha. Thì cái nắp thì nó bằng inox thì nó hơi chạy chụa chút xíu, thì các bác cũng thông cảm vì nó hàng đã qua sử dụng rồi. Em bán thì có sao nói vậy thôi, bác này không ưng thì bác kia ưng. Nhiều bác mua hàng cũng biết là hàng đã qua sử dụng mà, cũng thông cảm hết. Còn những bác mà tiêu chí cao quá thì xin lỗi, thì sẽ có những cái mặt hàng khác phục vụ. Em nấu rồi nha các bác, để em lau lại, nó còn dính cái kiểu như là dính nước á, nó khô lại, nó dính màng màng. Em sẽ lau lại cho cái bóng đẹp. Này các bác ơi, em lau lại nó cũng còn khá là đẹp nha. Mà để mình lau bằng cái miếng rửa bát á, rửa chén đó thì nó sẽ đẹp hơn. Chỉ lau nước sơ lại thôi. Đây, con nào đẹp nha các bác. Được chưa? Rồi, mình cũng ngon lành, cành đào đã test ok hết rồi. Đây, lòng cũng là ok luôn các bác. Đây, có một cái đốm chày tí xíu đó các bác, có thấy không? Đốm chày. Có sao thì em bán về em ngay cũng cận cảnh cho các bác xem luôn, chứ không có mà giấu giếm thì mặn gì, giá cũng công khai. À, thì thuận tình thuận ý các bác đó, có chày chút xíu đi các bác, chứ không phải là bong chóc gì hết nha. Nó chày gì đó. Rồi, thì ngoài đít nồi cũng ok đây các bác. Nói chung là trăm người bán dạng người mua mà. Ví dụ người này không thích thì người kia thích, thì mới có thể là bán buôn được. Chứ còn mà mình mua hàng mình cũng phải hiểu giúp em, hàng bãi mà, là hàng người ta đã vứt qua bãi, gọi là hàng ve chai đó. Rồi thì em cắm điện và em báo giá nha. Nồi này cũng còn là khá là ok, cơm thì em đảm bảo là cực kỳ ngon. Thì bác nào có một cục cái ổ cắm Nhật này cứ liên hệ với em nha, em có video để riêng giới thiệu. 170 ngàn ổ 5 m, dài xịn sò cộng to, mua 3 ổ 500 miễn phí ship. Rồi thì nếu mua nồi này về, các bác bấm đầu tiên là nút này cho em là nấu cơm, không nấu tắt. Em chỉnh chế độ nhanh em test cho các bác, thì em chỉnh chế độ bình thường lại cho các bác này, chế độ cơm ngon đi 55 phút. Đó là cái độ cơm mềm dẻo, đèn hút chân không, có cái tiếng è là tiếng không khí hút ra khỏi nồi để cơm mình giữ được lâu, gọi là công nghệ hút chân không độc quyền của Toshiba. Hâm cơm, không hâm thì tắt. Chỉnh chế độ nấu thì chọn được chế độ này, bấm nút nấu cho em. Các bác xài em sẽ có video chi tiết nha. Nên trở về những chế độ mà bình thường không sử dụng nè. Chế độ này là thường được các bác rất là ưa thích, chế độ 555, gọi là chế độ cơm mềm dẻo, không nấu thì tắt cho em nha. Đặc biệt nồi này có nấu cơm cháy, mà cơm cháy của nồi này thì nó cũng rất là ngon. Vào đây, cơm cháy của nồi này là 70 phút. Nồi cơm này nấu rất vàng giòn ngon luôn nha các bác. Nó tắt, nếu các bác đang có nồi thế này thì hãy nấu thử nha, như lời em nói rất là ok. Thì nồi em đã test ngon lành hết nha các bác, hẹn giờ này không sáng không chiều, thì được cái khung giờ ưng ý nè, các bác buông ra. Các bác bấm nút nấu cho em. Thì đúng giờ này có cơm các bác ăn, trước giờ này tầm là 55-70 phút, tùy theo chế độ các bác chỉnh thì có cơm các bác ăn nha. Mẫu này em đã test ok, hiện tại là như hình như video nguyên zin cho các bác. Em bán giá yêu thương 2 triệu mốt, chuyển đủ em bao ship. Thì cọc cho em là 200 thì các bác trả tiền ship. Nồi của mình là sản xuất 2017, nồi 1 lít, cao tầng IH áp suất hút chân không, giá yêu thương em chỉ bán đúng một giá. Cọc thì các bác trả tiền ship, chuyển đủ thêm bao ship. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Chúc các bác cùng gia đình nhiều sức khỏe, xem video vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh, nhớ nút like ủng hộ em. Chân thành cảm ơn.